Hoàng Long âm thanh số xin chào anh Nghĩa Hòa, anh ở khóm 3 phường 6 ở Cà Mau ạ. Vâng, hôm nay theo đơn đặt hàng của anh thì em đã đấu ghép nối sẵn chiếc súp Martin bát 40 dạng súp hầm để test xong để gửi hàng đi cho anh đi ạ. Em Martin Bass 40 này thì sở hữu một màu sơn mờ, màu đen, rất là đẹp. Sơn dạng sơn sần đấy anh ạ. Chống nước, chống xước, chống va đập nữa. Nó rất là chắc khỏe. Và em có tặng anh vài mét dây để anh lấy tín hiệu âm thanh nhé. Và cũng tặng anh một phần quà nho nhỏ, đó là gói trà Tân Cương của Thái Nguyên ạ, để cho anh thưởng thức trà ngồi nghe nhạc. Và giờ em sẽ bật súp lên để cho anh nghe và thẩm định chất âm của chiếc súp 40 mà anh đã lựa chọn ạ.